Mình đang lá dừa hình con tôm thì đang lá dừa hình tôm thì giống như là mình thắt bính vậy á. Rồi mình sử dụng ba lá đan vào nhau. Cho lá này vào. Mình đang tiếp tục lá kế tiếp. Mình đang lá kế tiếp. Và mình cứ lần lượt mình đan như vậy. Mỗi lần mình kéo vào một lá thì mình sẽ đan để khóa cái lá đó lại. Rồi, lần lượt nè. Đưa vào. Kéo nhẹ để cho cái sóng lá nó cong vào. Kéo nhẹ để cái sóng lá cong vào. Và mình lần lượt mình đan như thế này. Tiếp tục kéo nhẹ đan vào. Rồi mình cứ lần lượt mình đan một lá bên phải vào nè, một lá bên trái vào. Rồi. Và cứ như vậy thì lần lượt các bạn đan cho đến hết cái lá dừa của mình. Và nhớ là ở phần khóa này các bạn phải khóa cho nó chặt chặt tay, nếu không khi mình đan xong nó sẽ bị ruột ra ha. Cứ đưa một lá vào là phải khóa cái lá đó lại trước, rồi mới đưa tiếp tục cái lá kế tiếp bên đây. Khóa lại nè. Đưa vào. Khóa lại nè. Đưa vào. Khóa lại. Cứ mỗi một lá vào các bạn kéo cái đầu cho nó cong nhẹ xuống. À, kéo cái đầu sóng lá cho nó cong nhẹ xuống. Sử dụng tới đây thôi thì mình bỏ bớt cái phần dưới đi ha các bạn ha.